Nhân chứng vụ cháy chung cư Đài Loan, đó là một biển lửa, họ không đủ thời gian để thoát thân. Chung cư 13 tầng ở thành phố Cao Hùng, Đài Loan bị cháy lớn hôm qua, khiến ít nhất 46 người thiệt mạng đã xuống cấp trầm trọng và từng bị hỏa hoạn cách đây hai thập kỷ. New York Times cho biết, tòa chung cư được người dân địa phương gọi là một tòa nhà ma bởi sự xuống cấp trầm trọng của nó. Trận hỏa hoạn từng xảy ra cách đây hai thập kỷ cũng là một nguyên nhân khiến tòa chung cư xuống cấp. Hàng đống các mảnh vỡ đã chặn các cầu thang, khiến nhiều người không đủ thời gian để thoát thân, ra ngoài khi lửa bùng lên vào dạng sáng ngày 14 tháng 10. Vụ cháy đã khiến ít nhất 46 người thiệt mạng và ít nhất 41 người bị thương. Có thể nói đây là vụ hỏa hoạn kinh hoàng nhất xảy ra ở Đài Loan trong nhiều thập kỷ. Theo các bản tin địa phương, camera từ một tòa nhà lân cận cho thấy một tia lửa đã lóe lên ở tầng 1 và sau đó tầng này chìm trong biển lửa. Các bức ảnh và video lan truyền trên mạng cho thấy những người lớn tuổi choáng váng, người ám khói đen như than được hộ tống ra khỏi tòa nhà cháy đen, một số nằm trên cáng. Các nhân viên cứu hỏa đã nhận được những lời kêu cứu đầu tiên vào khoảng 3 giờ sáng ngày 14 tháng 10 và chỉ dập tắt được ngọn lửa khoảng 4 giờ sau đó. Đến chiều, họ vẫn đang tìm kiếm những người sống sót trong tòa nhà, nơi sinh sống của khoảng 120 gia đình, chủ yếu là cư dân lớn tuổi và thu nhập thấp, sống từ tầng 7 đến tầng 11. Tòa nhà được xây dựng vào những năm 1980, vừa cho mục đích thương mại vừa để sinh sống và nằm ở trung tâm Cao Hùng, thành phố lớn thứ ba của Đài Loan. Nó từng nhộn nhịp với các nhà hàng, phòng hát karaoke và dạp chiếu phim. Nhưng các điều kiện trong tòa nhà bắt đầu xuống cấp nghiêm trọng sau khi một đám cháy xảy ra ở đây vào năm 1999. Theo các báo cáo địa phương, các bức ảnh và video gần đây cho thấy những điều kiện an toàn đáng báo động bên trong tòa nhà, bao gồm dây cáp điện lộ ra ngoài, đường dây nước bị ăn mòn và các đống rác thải chặn ở cầu thang tối tăm. Một số nhà phát triển bất động sản đã cố gắng tiếp quản và cải tạo tòa nhà trong những năm gần đây, nhưng vấp phải sự phản đối của cư dân tòa nhà. Lin Chinrong Phó Thị trưởng Cao Hùng cho biết, tòa nhà đã bị cảnh sát và các quan chức phòng cháy chữa cháy kiểm tra 4 lần kể từ năm 2019. Trước vụ cháy 2 ngày, đoàn quan chức phòng cháy chữa cháy cũng đến kiểm tra tòa nhà, nhưng chứa ngại vật đã khiến họ không thể lên cao. Ông nói thêm rằng, các quan chức cứu hỏa địa phương cùng công nhân xây dựng của chính phủ đã liên lạc với ban quản trị tòa nhà trong những ngày trước khi đám cháy xảy ra.